À, chào mừng các quý khán giả, quý thầy cô và các bạn đã đến với kênh Vũ Thi Hôm. Kênh Vũ Thi Hôm với Phương Trâm chia sẻ là niềm vui. Hôm nay kênh Vũ Thi Hôm xin chia sẻ cho các khán giả, các quý thầy cô một cái trang web dùng để mà chúng ta có thể là hỗ trợ cho các giáo viên trong việc ra đề với dạng mới gồm 3 phần. Đó là phần 4 lựa chọn, phần 2 là phần đúng sai, phần thứ 3 là phần trả lời ngắn bằng cách điền số. Thì hôm nay mình chia sẻ cho quý thầy cô một cái trang web chọn đề cực kỳ hay, đặc biệt là hoàn toàn miễn phí và chúng ta chọn không giới hạn. Rồi, thì trang web có tên là gì và thực hiện như thế nào? Xin mời các quý thầy cô xem để chia sẻ sau đây. Thì trong cái trang tìm kiếm, các quý thầy cô sẽ đánh vào hay tìm kiếm đến trang là chọn đề trắc nghiệm online. Và quý thầy cô nhấp vô và quý thầy cô sẽ khi đánh vào xong thì quý thầy cô nhìn dưới này, đây có tên là chọn đề trắc nghiệm online miễn phí. Các quý thầy cô nhấp vào đây. Rồi, đây sẽ đưa đến một cái giao diện cho quý thầy cô. Thì bây giờ rất là thuần Việt, là chọn đề trắc nghiệm online miễn phí, an toàn và tiện lợi, và tương thích với các cái phần mềm chấm trắc nghiệm bằng điện thoại phổ biến như là TNMarker, chấm thi, SmartTest, đó, InTest. Rồi, ở đây quý thầy cô thấy giao diện của nó. Bên phía bên trái đây chính là cái file mình muốn up lên, và dưới là 10 MB. Ở bên tay phải đây là cái quý thầy cô là chức năng mới nè, là new này, đã hỗ trợ cái cấu trúc để thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Đó, thì cái việc chọn đề thì rất là đơn giản. Các quý thầy cô sẽ chuẩn bị cho mình một cái form theo mẫu như sau. Thì đây mình đã chuẩn bị cho quý thầy cô một cái form. Quý thầy cô đây cái đề thi vật lý tham khảo 2025. Thì quý thầy cô sẽ soạn giống như là cấu trúc của bộ gồm 3 phần như sau. Rồi, phần đầu tiên là cái phần 1 là cấu trúc hay là câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Đó, ở đây là mình chuẩn bị cho quý thầy cô là 12. Đó, là 18 câu. Đó, quý thầy cô sẽ đánh ngay đúng như cái form này. Đó là G3. G là dấu lớn dấu nhỏ và G3 ở giữa là phần 1. Rồi, tiếp tục cái phần 2, tiếp tục đánh là G3. Là phần 2 là câu trắc nghiệm đúng sai, đây là cái form mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Rồi quý thầy cô sẽ đánh đúng cái form này, gồm câu 1 và các ý A, B, C, D. Thì đúng thì quý thầy cô gạch cho dưới, gạch chân dưới này. Rồi đó là phần thứ 2, phần thứ 3 quý thầy cô ghi dưới G1. Rồi các quý thầy cô sẽ phần 3 là cấu trúc câu trắc nghiệm trả lời ngắn bằng cách điền số. Thì quý thầy cô làm giống form này ha, giống form là giống như là form của dòng mic. Rồi A.2 đây là cái kết quả hay là đáp án. Rồi, quý thầy cô đánh vô kết quả là bao nhiêu thì quý thầy cô đánh vô đây. Rồi, cái form này mình sẽ để dưới phần mô tả video này, quý thầy cô có thể tải về và chúng ta sẽ chỉnh đúng như cái form này. Đó, quý thầy cô giữ nguyên cái định dạng này và quý thầy cô chỉ cần là thêm số câu vô thôi. Đó, đây mình làm 18 câu. Đó, 18 câu trắc nghiệm. Còn cái form này là mình làm 4 câu thôi. Đó, câu trắc nghiệm đúng sai á, mình chỉ làm 4 câu thôi. Rồi, còn cái phần mà trắc nghiệm trả lời ngắn thì mình làm 6 câu. Quý thầy cô có thể nhiều hơn theo mục đích của mình hay thị trường của mình, bộ môn mình quy định. Rồi, nhưng mà chủ yếu là 3 phần dưới dạng mới này. Rồi, sau khi quý thầy cô đã chuẩn bị xong thì quý thầy cô xem lại. Và bước tiếp theo là quý thầy cô sẽ truy cập vào trang web chọn đề trắc nghiệm chấm online. Rồi, ở đây là từ giao diện này, quý thầy cô sẽ nhấn vào chỗ cái file Word này, chọn file này. Và file Word này có dung lượng là dưới 10 MB. Rồi quý thầy cô là chọn vào file hoặc là kéo cái file đó vào đây, rồi đây mình chọn file. Rồi, sẽ dẫn đến cái file quý thầy cô vừa làm đó. Đây là cái file đề vật lý tham khảo 2025. Quý thầy cô mở lên. Rồi, ở đây là quý thầy cô sẽ thấy là mình upload thành công rồi. Đó, nó báo cho thành công này, nghĩa là upload định dạng nó thành công rồi. Thì bước tiếp theo là quý thầy cô sẽ chỉnh các cái tiêu đề. Ví dụ đây là có đề khó sử dụng môn tiếng Anh nữa, nếu mà quý thầy cô là môn tiếng Anh thì các quý thầy cô sẽ mở cái này lên để chúng ta sẽ chọn môn tiếng Anh. Đó. Rồi, tiền tố câu hỏi ngành là câu 1 này các quý thầy cô sẽ có dạng như thế nào, thì quý thầy cô có hai dạng là câu 1 chấm và câu 1 là 2 chấm. Đó, thì quý thầy cô sẽ lựa chọn cái nào chấm hợp lý. Đây mình chọn là câu 1 chấm. Rồi, câu hỏi bắt đầu. Đó, đây ví dụ đây bắt đầu từ câu số 1.
Đó, cái đề quý thầy cô bắt đầu từ câu số 1 thì quý thầy cô đánh số 1. Còn nếu mà quý thầy cô bắt đầu từ câu 41 hoặc là bất kỳ câu nào thì quý thầy cô đánh số vào đây để nó bắt đầu từ câu đó. Ví dụ nó bắt đầu từ câu 20 thì quý thầy cô sẽ đánh vào chữ 20. Đó, giờ đây bắt đầu từ câu số 1 nên đánh ra số 1. Rồi số đề ở đây quý thầy cô sẽ thấy là đây, các bạn thầy cô sẽ để cái phần ngay cái tài khoản này thì quý thầy cô sẽ thấy là 16 đề. Đó, là 16 đề. Rồi số lượng đề là 16. Rồi mã đề. Mã đề quý thầy cô có thể cho mặc định hoặc là quý thầy cô sửa vô. Ở đây mặc định cho quý thầy cô là 101, 102, 103, 104. Đó, quý thầy cô muốn chỉnh lại thì quý thầy cô chỉnh lại, ví dụ ở đây mình chỉnh lại là 111 đi. Đây, 111 nè. Rồi 112. Rồi 113. Rồi 114. Đó, sau đó quý thầy cô lưu lại. Đây ghi là đã sửa nè. Còn cái này mặc định thì nó là như vậy. Rồi thông tin chung thì ở đây là sở thì mình ghi là cái thầy cô là hiện tại ở sở nào thì chúng ta ghi đó, xem là sở giáo dục đào tạo thành phố Cần Thơ. Rồi trường thì có thầy cô chủ thầy cô dạy trường là trường trung học cơ sở trung học phổ thông Thái Thạnh. Rồi loại kiểm tra đây mình lại kiểm tra là giữa học kỳ 1. Rồi môn học là mình môn nào đánh vô, cái môn vật lý. Rồi thời gian là ví dụ là 60 phút thì có đánh vô. Rồi như là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần là thông tin chung của cái đề của chúng ta, thì bước tiếp theo là quý thầy cô nhấn vào chữ chọn đề là cái dấu mũi tên đây, hoặc là bên tay phải quý thầy cô ở đây bên tay phải mình quý thầy cô là thấy là cũng có một chọn đề nữa nè, đó một chọn đề trên đây cũng được để quý thầy cô có thể xem lại. Đây đây là cái form mình mới vừa đánh vô này đó, quý thầy cô có thể xem lại. Đó, có tiêu đề nè, đó. Nó hiện ra trên đây. Rồi sau đó là hiện cái phần bên tay phải là phần hiển thị các phần của quý thầy cô, như phần 1 nè. Bây giờ các quý thầy cô, ở đây là mình tắt này nghĩa là cái nhóm nó sẽ được thay đổi. Bây giờ chúng ta sẽ cố định nhóm và chúng ta tích qua bên đây ha để chúng ta cố định nhóm lại, cái nhóm của chúng ta vẫn giữ nguyên như vậy. Rồi tiếp tục. Cái phần số 2. Rồi quý thầy cô cũng cố định nhóm luôn. Rồi cái phần số 3 quý thầy cô cũng cố định nhóm luôn. Rồi như vậy thì cái phần hiển thị bên bên tay phải này hiển thị cho quý thầy cô cái đề gốc đó, mặc định là cái mã đề là 000 đó, quý thầy cô sẽ xem trước đó, xem trước. Rồi ở đây chúng ta thấy sẽ ok rồi thì chúng ta sẽ nhấn tiếp từ là nhấn tiếp theo là nút chọn đề. Đây quý thầy cô giúp chọn đề rồi, để các bạn đang được xử lý vui lòng chuyện lắm, các bạn thấy rất là nhanh chóng. Rồi sau khi mà đề trộn xong rồi quý thầy cô sẽ lưu lại và các quý thầy cô sẽ thấy là cái file đó là trộn đề trắc nghiệm và nó sẽ nén với file zip như vậy, chúng ta xem lại thôi. Đây mình đã xem lần trước rồi nè, bây giờ mình coi nó là 34 nè để mà mình phân biệt. Rồi sau khi mà tải xong rồi quý thầy cô sẽ mở lên chúng ta xem đề nha. Rồi mình sẽ mở lên, mình sẽ giải nén đi, mình giải nén nó. Đó, nó ra một trộn đề trắc nghiệm nè, quý thầy cô nhấp vô và quý thầy cô thấy khi mà nó ra đề chúng ta sẽ có là bốn mã đề nãy mình nè, đề mã đề 111, 112, 113, 114. Rồi và thứ hai là nó sẽ có cái đề gốc, đó, đề gốc của chúng ta đáp án nó hiện cho chúng ta là app của tên marker và app chấm trắc nghiệm do mic, nó sẽ liên kết với cái app chấm thi là do mic và cái app chấm trắc nghiệm là tên marker đó. Rồi quý thầy cô sẽ nhấp vô ha cái đề, coi đề thứ nè. Rồi đây chính là mã đề 111. Các quý thầy cô thấy đây nó chọn rất là nhanh chóng và rất là thấy là nó toán học hình vẽ gì xem nó rất là ok. Mình cảm nhận nó là rất là đẹp rồi. Còn phần mềm này mà chọn trắc nghiệm mà nhanh và nó chuẩn như vậy và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí quý thầy cô. Rồi thấy ok rồi đó. Quý thầy đây cho mặt là mã đề 111 nè. Có thể mình tham khảo mã đề 112. Đó, 1, 2 thì nó tương tự như vậy. Rồi mình sẽ xem câu đảo ha. Câu này là câu 1 là khi vật được thả rơi. Rồi mã đề 111 kìa. Rồi 2 tài liệu cơ bản. Rồi các thầy cô thấy là nó rất là tuyệt vời. Rồi và các cô có thể xem đáp án, nó sẽ liên kế với dòng mic
cờ mở lên. Đây chính là đáp án. Đây nó sẽ cho đáp án mở đề gốc. À, mở đề gốc là 00, còn mở đề 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4 đây quý thầy con. Và đây chính là đáp án. Đó. Ở đây có 18 câu thì nó sẽ cho đáp án 18 câu. Ở đây là nó cho 40 câu quý thầy con chơi. Đúng chuẩn là 40 câu nè. Đó. Rồi đáp án là đúng sai. Nó cho là để quý thầy con là 8 câu nè. Và câu trả lời ngắn. Đó, câu trả lời ngắn là 6 câu. Đó quý thầy con sẽ 6 câu. Rồi, các quý thầy cô ok rồi, quý thầy cô có thể in ra và cho xin làm. Đó, các chị có làm không? Rồi ok, giờ mình mới vừa chia sẻ cho quý thầy cô xong cái một cái trang web dùng để chắc để chọn đề trắc nghiệm online theo cái form mới năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Rồi, chúc quý thầy cô trải nghiệm thành công. Mình xin kết thúc clip tại đây. Các bạn thấy clip hay và ý nghĩa hãy cho một like, một đăng ký và một chia sẻ để mình có được động lực cho những clip chia sẻ tiếp theo hay hơn và ý nghĩa hơn. Đăng ký kênh thì bạn nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào chuông rung để nhận được clip chia sẻ mới nhất của mình. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip và hẹn gặp lại các bạn trong clip chia sẻ tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.